Xin chào các bạn, tôi là Vũ, chủ của một chuỗi barbershop Phú Chí. Ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu các bạn chính thức hai sản phẩm pomade đầu tiên của Phú Chí, đó là gốc dầu tượng trưng cho màu đỏ và gốc nước tượng trưng cho màu xanh. Mỗi hộp dung pomade mà Vũ Cầm đang cầm trên tay là trọng lượng là 120g. Phú Chí chọn hình biểu tượng của sư tử, tức là tượng trưng cho sự nam tính mạnh mẽ và lịch lãm. Và đây là pomade gốc dầu màu đỏ nha các bạn. Đặc tính vượt trội của sản phẩm này đó là lượng dầu vừa đủ và phù hợp với chất tóc của người chủ hàng. Và đây là pomade gốc nước. Điểm mạnh của nó là giữ nét tốt và độ ẩm rất cao nha. Và các bạn lưu ý nhé, cả hai dòng sản phẩm pomade của Phú Chí đều là giữ nét tốt và rất là dễ tạo hiệu lại, đặc biệt có mùi hương rất dễ chịu nha các bạn. Hai Phú Chí đã thử nghiệm và nghiên cứu rất lâu rồi mới cho ra sản phẩm pomade chất lượng như vậy. Này, Vũ sẽ trực tiếp bút lên các kiểu tóc cho các bạn xem nhé. Pomade gốc nước dùng cho nhiều dòng tóc khác nhau, nhưng đặc biệt nhất là những dòng tóc classic, những dòng tóc mà để cho các bạn có thể dự tiệc hoặc là đi học văn phòng